Điểm danh những kiểu tóc đẹp làm nên thương hiệu của Đàm Tùng Vận. Đảm nhận nhiều vai diễn, mỗi vai là một kiểu tóc đẹp khác nhau, nhưng chung quy kiểu nào cũng làm nên một phong cách Đàm Tùng Vận rất khác. Tuy gương mặt bầu bĩnh dễ thương của cô nàng Đàm Tùng Vận không còn xa lạ với khán giả yêu thích phim Hoa ngữ trong những năm gần đây, cô góp mặt trong hàng loạt dự án phim như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cầm Ý Chí Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Cô gây ấn tượng lớn với người xem trong hình ảnh trẻ trung, năng động và cực kỳ đáng yêu. Cô nàng sinh năm 1990 được gọi là nữ thần thanh xuân với những vai diễn nữ sinh đôi mươi tự nhiên nhẹ nhàng. Sở hữu gương mặt tròn đáng yêu, cô nàng còn cân hết mọi kiểu tóc từ mái tóc ngắn năng động đến mái tóc dài thướt tha nữ tính. Trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà có sự góp mặt của Tống Uy Long và Trương Thân Thành, cô nàng lại rất thành công khi vào vai nàng út cưng Lý Tiêm Tiêm, vô cùng tự nhiên góp mặt cùng đồng nghiệp nhỏ tuổi, nhưng cô nàng không làm khán giả thất vọng. Gương mặt tròn nhỏ nhắn với mái tóc ngắn để thẳng tự nhiên giúp cô nàng thành công trở về tuổi 16 ngây thơ hồn nhiên. Nhưng cũng có lần cô nàng lại phải ngại ngùng khi diện cho mình bộ tóc giả trong chương trình Sự Ra Đời Của Diễn Viên. Tuy nhiên phải công nhận nhờ bộ tóc giả mà trông cô rất hợp với vai mà mình thể hiện. Còn với mái tóc ngắn thật của mình, cô nàng lại mang vẻ đẹp dễ thương và ngọt ngào. Dưới đây là một số kiểu tóc đẹp mà Đàm Tùng Vận hay thay đổi. Khi tham gia chương trình, cô nàng sẽ xuất hiện với mái tóc dài tết tóc hai bên kết hợp với dây vải màu. Cô nàng thường giữ mái tóc đen dài ngang lưng, tỉa nơi ở. Cô cũng rất chăm chút cho mái tóc của mình. Hai tóc buộc cao nửa đầu với chiếc nơ to, mang phong cách trẻ trung năng động, dịu dàng nữa. Đàm Tùng Vận đã biến hóa mình bằng nhiều mẫu tóc giả khác nhau để phù hợp cho từng chương trình, cảnh quay, hoàn cảnh khác nhau, từ sang chảnh, nhí nhảnh, cá tính, gai góc đến bình dân. Mỗi một kiểu tóc giả mà Đàm Tùng Vận áp dụng đều giúp cô hiểu được trọn vẹn vai diễn mà mình đóng. Tuy nhiên khi để tóc thật của mình thì cô nàng trông vô cùng tự nhiên và trẻ trung. Một số kiểu tóc của Đàm Tùng Vận. Mỗi kiểu tóc đẹp sẽ có một ưu nhược điểm khác nhau mà không phải người nào diện lên cũng giống người nào. Vậy nên nếu có nàng nào muốn thử sức với các kiểu tóc đẹp mà Đàm Tùng Vận đã diện nhưng lại không đủ can đảm thay đổi trên nền tóc thật thì đừng ngại dùng tóc giả nhé. Vừa đơn giản vừa tự nhiên, đẹp mà mức giá cũng vô cùng phải chăng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.